bây giờ đã trở thành một cái phôi rất là quý. Chỉ khoảng một năm thôi, một năm là khi mà hai cái mép này, cái đường này nó chỉ bo lại thôi, là chúng ta sẽ không nhìn ngắm mặt ngang, không nhìn thấy mặt gỗ trong này nữa. Đây thì trở thành một cái đường gấp rất là khó chịu. Thì tôi sẽ quay chi tiết lại cho quý vị và các bạn cùng ngắm cái phôi này. Đây cho quý vị và các bạn. Nó từ một cái phôi cứng đơ lên đây như này, đây là một khối. Đấy, như đầu video và quý vị và các bạn đã theo dõi rồi đấy, thì bây giờ nó đã biến dạng hoàn toàn và thành một cái phôi hoàn toàn khác biệt. Vâng, thưa quý vị và các bạn, rất là khác biệt. Thì ở cái vị trí này thì nó rất là cứng và đơ, cho nên là anh Thọ đã làm một đường đục như này, thì khi mà nó bo lại nó sẽ nhũn cái chỗ này ra, nó hết, hết cứng hết đơ này. Đó. Đây là tổng tổng bóng. Thì anh quay tổng thể cây nữa cho mọi người xem. Thế thì quý vị và các bạn cũng theo dõi ở đầu video rồi, và đây là cái kết quả. Quý vị các bạn có những nhận xét gì thì hãy comment. Chúng tôi cùng rút kinh nghiệm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở cái video tiếp theo. Quý vị các bạn nhớ đăng ký kênh để